chị muốn biết thêm về tình trạng hiện tại của gia đình em. Đây là mẹ em hả? Dạ, đó là lúc bà còn khỏe. Còn bây giờ bà thành gánh nặng cho em đúng không? Ở đây nó là vậy. Không cực chuyện này thì cũng cực chuyện khác. Cực thì cũng đã cực rồi. Nhưng mà em sợ căn bệnh nó vẫn ở đó. Nó không mất đâu chị. Lo cho con nghe lắm. Sao em nghĩ là nó ảnh hưởng tới con của em? Bệnh bóng đè đang khiến cho mẹ em trở nên nguy hiểm. Chuyến này tôi đi xa lắm đó, không biết chừng nào mới được về nữa. Ngoài đó có trà sữa không con? Yến, sao con không đóng bớt rèm lại? Chói mắt quá à. Ê, con sợ bóng tối mà. Bóng tối có gì mà sợ hả con? Sao không? Em là bị được hả con? Chắc nó mới bị em mộng không rồi. Nhớ lời ba dặn không? Hít sâu vô, thở ra từ từ nha con. Cứ làm từ từ thôi. Đừng coi chừng em á. Đường xa vậy, ba không thấy mệt đâu. Huống hồ là tụi con. Nè, tính bỏ rơi ba hả? Ba, thì đây con nhắm nhắc hết mấy cái chuyện của hai cho. Thôi được rồi, việc công chúa vô kia đứng, kẹo nắng, để đó. Hai ơi. Thank you.
Sai. Hai nghĩ là chừng nào mình mới thoát được cái chỗ này vậy? Ai biết. Mà bố mình học trường mới là mình có thêm bạn á. Không vui. Ê, mấy cho coi phòng đi. Hai muốn được phòng nào cũng được hết. Tỷ hai. Nhưng mà cái phòng bự nhất phải là của tôi. Ok. Khôn hả? Khôn. Bà chưa nghe cái câu công chúa phải là khôn chúa hả? Mệt quá. Mệt thì đi vô phòng ngủ đi. Vô lại cho ba nè. Dạ, vô đi. Ăn đi kìa, chờ chưa xả không? Ăn thì ăn. Cô heo. Nhẹ thôi Yến. Đây em coi. Đây là nhà trong búp bê hả? Ừ. Đẹp không? Xấu quá. Duyên quá à. Ăn nọ không giờ? À, tối vậy hai cũng làm được hả? Chuyện quá à. Thì điện chắc mai có chứ gì. Em làm khói nha. Không. Thì chỉ nè, bây giờ cắt miếng nhỏ giống chị xong rồi dán lên đây làm cửa sổ. Nói gì nè. Mai trả công cho em bằng một đi chùa xả được không? Ừ, nếu mà ở đây có. Ừ. Nhớ nha. Ở đây được chưa? Ừ.
Xin lỗi nha. Bạn nhà dở quá chứ bộ. Y chang nhà mình, đúng không? Nhỏ này. Tiếp. Hai đứa, đoán xem mà có cái gì nè. Chết với tôi nè. Trời chết. Biết chắc quýt chắc quýt. Bà đau lưng nữa không? Không, bà không đau gì đâu. Bữa nay bà đặt dấu dấu giếm con rồi chứ. Dấu gì mà dấu? Để con đánh lưng cho. Gì? Bị đấm không cô ba? Người thì ốm nhom ốm nhách, tông teo mà để đấm gì nữa. Ốm hồi nào, cái tay chắc xương chắc thịt lắm chứ bộ. Vậy mà chắc đi hả? Vậy mà chắc đi hả? Trời ơi, tao cũng là tay làm nghề. Nó xảo quá, làm gì biết. Cái này ba đồng ý chị hai con nè. Tôi nhỏ mà giỏi nha. Được rồi, năn nỉ quá, ba cho một cơ hội. Thổi ta đi. Năn nỉ hồi nào? Hồi nãy giờ năn nỉ rồi đó. Đấm cho đàng hoàng nha. Để ba xíu. Ba luôn á. Rồi, sẵn sàng. Sẵn sàng rồi ha. Rồi. Ủa cái gì vậy? Cái này là tra tấn chứ. Đâm bao cái gì? Cười gì? Cười gì? Cười gì? Cười gì? Cười gì? Cười Yến hả? Ông kẹ đó. Ai thương quá.
vậy? Ba ơi! Ý! Ý! Có sao không? Bỏ! Ý! Chị mà! Ý! Ý! Chị nè! Chị nè! Ba! Ba ơi! Ý! Chị nè! Chơi vậy con? Em còn vui nữa hả? Dạ. Rồi, không sao, không sao. Có bà đây không sao, có bà đây không sao. Hết chưa thở ra, hết chưa thở ra. Đúng rồi, đúng rồi. Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Dạ, không sao, không sao. Không sao, để bà đưa em về phòng ngủ. Bà đứng dậy cái là em tỉnh lại. Không sao đâu, có bà đây. Tim em đập nhanh lắm bà. Đó là lý do gì sao hai cha con mình phải chăm sóc em thật tốt. Nhưng mà sao em bị mộng du vậy? Em bị ám ảnh vào ban đêm. Lý do là căng thẳng một thời gian dài. Hồi nhỏ nó đâu có bị. Bà cũng biết phải giải thích sao cho tôi còn hiểu. Nhưng mà bà thấy nếu như để em ở nhà cũ tiếp tục, bệnh em càng ngày càng nặng hơn. Mà bà thấy nếu ở đó cũng không có gì tốt đẹp. Em không biết rồi. Bà hiểu. Để tụi con chỉ cực như vậy. Bà ấy nấy lắm. Tụi con là phải được ăn học, được vui chơi với bạn bè, chứ không phải là theo ba xuống đây. Nhưng đó là cuộc sống. Bây giờ chỉ còn ba cho con chúng ta. Mình phải chăm sóc nhau. Con là chị hai, cố gắng mạnh mẽ để sau này chăm sóc em nha. Con cũng nghĩ là mình không nên ở nhà đó nữa. Lúc nào con cũng nghĩ tới mẹ. Bà biết mà. Bà biết là con nhớ mẹ mà. Thôi, ngủ đi con. Tối lúc mà bị mộng du á, em biết em đứng ở đâu không? Ở đâu vậy? Ở trong phòng thờ á. Hai. Tối là em mơ thấy mẹ nữa. Mơ thấy mẹ mất nữa hả? Ừ. Cái đó nằm mơ thôi, có thiệt đâu. Đừng có sợ. Nhưng mà em thấy nó thiệt lắm. Thì giấc mơ lúc nào cũng vậy. Với lại mẹ mất ở bệnh viện mà. Hai. Mơ lúc mẹ mất á, hình như còn có người nào ở trong phòng nữa. Ba hả? Bữa mà mẹ mất bệnh viện là mình đâu có ở đó đâu. Không phải. Vậy chứ ai? Nào thì em cũng không biết. Nhưng mà nhìn có vẻ giống ma lắm. Có điện rồi nha. Ngon lành cành đào ha. Hai đứa ở nhà phụ ba nha, dọn dẹp đi. Còn nhiều thứ lu bu lắm á. Bây giờ ba phải vô thị trấn có chút việc. Chắc là tầm chiều ba về á. Vậy ba hãy về ăn cơm nha. Ba biết rồi. Hai ba thẳng tiếng luôn hai. Nè, nhớ ở nhà phụ chị hai đó. Không được là biến nha. Dạ. Mùi bỏng quá hay ha. Nhỏ này, đá cái vô. Coi mấy cái zombie hoài đi, nằm mơ cho coi. Ừ.
em hả Yến? Yến! Cãi chúng ai vậy? Bà á. Em cũng thấy bà đó đúng không? Bà á chứ ai nữa. Đừng có giỡn. Chị nói cái bà già đó. Ờ thấy. Mà bà là ai vậy? Bà đâu rồi? Má thấy bà chạy không kia kìa. Chạy mất tiêu rồi. Đi. Đi đâu? Ê còn mới giải thì sao? Ơi. Chào cô. Chào anh. Mời cô vô. Dạ. Tìm thấy bà đó chưa? Đó, thấy chưa? Vậy đâu phải chị tưởng tượng đâu. Em muốn thấy bà mà, đúng không? Tôi đẹp chứ tôi đâu khùng. Biết đi. Xin chào hai con. Hai đứa, đây là cô Hạnh. Từ nay sẽ là giáo viên dạy kèm cho tụi con. Bà Thành đã kể cho con nghe rất nhiều về hai đứa. Để cô đoán nha. Bạn cao hơn có gương mặt trái xoan này là Yến nè. Còn Linh khi cười sẽ có đồng tiền, đúng không? Dạ không, con là Linh. Ừ. Còn con là Yến. Hãy đi chào cô đi. Dạ chào cô. Ừ. Vậy hãy đưa đây cho cô nha. Mà đi công chuyện chút. Không thôi. Dạ. Cũng chưa có quen lắm. Cô nghe nói Yến hay bị khó ngủ hả? Yến nó hay bị ác mộng á cô.
Xin chào bạn, mình tên là Trà Sữa. Ngày hôm nay mình cùng làm quen với nhau nha. Tặng con nè. Dạ, cảm ơn cô. Nó tên Trà Sữa hả cô? Ừ. Dễ thương quá à. Cái này của con cô đúng không? Ừ. Cô chưa có con. Trà Sữa là mẹ cô tặng cho cô đó. Từ khi ngủ chung với Trà Sữa, cô ít khi gặp ác mộng lắm. Vậy con cảm ơn cô nha. Sao rồi mọi người? Học cô tốt không? Tất nhiên là tốt rồi. Nè, anh có phước lắm đó nha. Mới có được hai cô công chúa ngoan vậy nè. Tụi em đang nói về chuyện Yến hay gặp ác mộng. Thật ra ba Thành có nói cho cô nghe về tình trạng của Yến. Nhưng mà trước hết, cô có một bất ngờ thú vị dành cho hai tụi con. Lúc học đại học thì cô học về chuyên ngành tâm lý. Cho nên là hai chị em cứ thoải mái với cô nha. Cô Hạnh là người giúp đỡ gia đình mình rất là nhiều. Như là việc ổn định đây nè. Rồi, xin mời. Chúng ta đang đến với căn phòng đầu tiên. Bây giờ mọi người cùng nhau suy nghĩ xem chủ nhân của căn phòng này là ai? Cô cậu đúng không? Đúng rồi đó. Đúng không nè. Tụi này Trà Sữa có bạn nha. Bạn làm hết luôn á hả? Nhìn cái trang trí đi. Chắc chắn là con người phụ nữ nhúng tay vô rồi. Nhìn nè. Áo và bụi cỏ không xong đâu mà. Thật ra thì vẫn còn một bất ngờ nữa. Bây giờ thì xin mời cô công chúa còn lại mở cửa. Ba, ba làm phòng cho tụi con hồi nào mà tụi con không biết vậy? Tại ba muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho tụi con. Chứ thấy phòng ba không? Như là cái chuồng heo. Với lại cô có chuẩn bị một số món đồ nghề thủ công nè. Cô hy vọng là con sẽ thích. Dạ, cảm ơn cô, cảm ơn ba. Thôi, ngày mai mà nói chuyện tiếp ha. Cô đi trước nha. Dạ, chào cô. Trên này có hình nè hai. Dạ. Hai đứa, bây giờ ba đi công chuyện. Chắc là ba về trễ á. Con dọn nhà xong, lo ăn ba nha.
Yến. Chị này, chị này. Yến, Yến ơi, Yến, Yến ơi, khoan đã. Đưa lại con. Đừng kêu em dậy con. Trong lúc này phải để Yến tự tỉnh dậy. Nếu như khoa đó cố tình gọi em dậy, có thể em sẽ bị hoảng loạn, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng của em nữa. Hít sâu vô thở ra. Đúng rồi. Hít sâu vô. Thở ra. Có bà đâu không sao đâu. Có bà đâu không sao đâu. Mẹ rất là thương hai chị em con. Mẹ không thể sống trọn với hai chị em con mãi được. Con là chị cả trong gia đình. Con cũng biết là khó khăn như thế nào, đúng không? Là phụ nữ không hề đơn giản như con nghĩ đâu. Ngoài tiếng chức làm vợ, làm mẹ, con phải biết nấu ăn ngon, lo việc nhà chu tất. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Linh, sau này nếu con thích điều gì, con muốn cái gì thì con phải thực hiện nó. Đừng đợi. Đời ngắn lắm. Để ý với tạo ra những cái chuyện kinh dị. Thơm quá. Cảm ơn con. Vậy con mời ba, con mời cô ăn. Ừ. Mời xuống ăn đi con. Trời, ngon thiệt chứ. Linh giỏi quá à. Thank you.
những gì con hay mơ về mẹ trước giờ đều là ác mộng, không có thật. Con nên quên đi. Do mẹ con ra đi đột ngột nên ảnh hưởng đến tâm lý của con mà thôi. Cuộc sống hiện tại của con bây giờ mới là thật. Ba. Con sao vậy? Hồi tối con thấy cái gì đó. Ý con là nhà mình có người lạ á. Con không sao chứ? Sao nhìn con có vẻ căng thẳng vậy? Con thấy có người ở trong phòng của Yến. Con có chắc không? Ba phải tin con. Con thấy một cái bóng hay là một người nào đó ngồi lên người Yến. Nghe ba nói nè, con nói tầm bậy như vậy em còn nghe được thì sao? Em còn sẽ sợ. Con là chị mà, đúng không? Chắc tại con mệt. Ừ. Là ba, cô Hạnh ở đây để làm gì vậy? Con hỏi ba như vậy là ý gì? Tại con thấy cô biết nhiều về chuyện của Yến quá. Giống như cô là chuyên gia vậy. Thì đúng rồi, cô Hạnh học về tâm lý mà. Dạ. Mà nè, tối hôm qua con không ngủ được hả? Dạ. Chứ tại con ngủ được nên con mới bị vậy. Coi con á, chém chút. Alo, alo, 1, 2, 3, 4. Alo. Liên dậu gác cao kéo với ba không? Thời buổi bây giờ khó khăn quá, phải có nghề tay trái mới được. Sao? Ba hát được không mà đòi hát với ca sĩ vậy? Giỡn hoài, hồi xưa ba theo nghiệp ca sĩ đó. Sao? Qua đây lại lên. Ba hát hơi bị hay nha, coi nè. La 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 la. Em đi rồi, còn chi em ơi, bao yêu thương cũng theo người. Ba. Thôi bà này chán rồi, hát bài khác đi. Chán gì, bà thấy ba hay mà. Giọng ba hát hay không, thấy không? Con mở cho. Rồi, chiều con luôn. Cái gì, bài này hả? Ừ. Bài này sao được? Được. Đó, với những cái lời ba hát. Tờ bê có cành đồng chưa nâng. Hát đi ba. Hả? Rồi. Chỉ biết chơi và cười. Và cười. Lời mẹ nói không nghe cho con ta. Mẹ nói con trai đừng khóc nha. Buông ngươi tay theo. Tám bàn có đàn ca. Thank you.
sao vậy? Con sao vậy? Sao không? Con không biết được. Ác mộng thôi, cô ba đi rồi, không sao. Cô quỷ là cô Hạnh. Kiểu xấu của con thôi, chứ nó không có thật. Con nghe cô nói không? Rõ ràng con thấy con quỷ á. Nè, bình tĩnh, nhìn ba nè. Nghe ba nói, từ nay không có chuyện ma quỷ. Do ban ngày con suy nghĩ nhiều về nó quá, cho nên ban đêm con gặp nó, hiểu chưa? Ba, sao Yến cứ bị nặng hơn vậy? Con nghĩ là bây giờ Yến cần phải tập kết nối những ký ức xấu và những điều tốt đẹp với hiện tại. Chắc chắn cách này sẽ có kết quả. Nó còn làm đau con nữa. Nó đè mạnh lắm. Còn đau ở đâu nữa không? Hả? Hay do con té ở đâu? Con không biết. Cũng có trường hợp họ tự làm đau bản thân mình trong lúc cố gắng tỉnh dậy. Con nhắc Yến ra ngoài chơi nha. Má, canh chừng em nha con. Anh Yến. Hai. Gì? Hai có nghĩ là con Hạnh sắp làm mẹ mình không? Nói gì vậy? Tào lao hả? Bà hai không thấy nghi cổ hả? Cổ với ba đó. Nghĩ gì? Cô Hạnh thông minh lắm á. Rất ư là thông minh luôn. Dễ quá. Hồi nãy nghe được cái gì vậy? Nhỏ này. Linh. Dạ. Tụi con có gì cứ nói cho cô biết nha. Cô ở đây là để giúp cho tụi con á. Dạ. Cô biết thời điểm này rất là khó cho hai đứa, nhưng mà tụi con đừng nghĩ gì hết. Ba Thành lúc nào cũng mong muốn những gì tốt nhất cho hai con. Vì vậy mình cùng nhau cố gắng ha. Yeah. Yeah. Thì con biết rồi, con đi nha cô. Con đi nha. Xuống Yến, xuống. Không biết bé của Hạnh làm gì ở trống nữa. Ai biết. Mày thấy gì không? Thấy. Chết liền. Nghĩ chắc chơi đồ hàng thôi. Không có gì đâu. Bớt đi,
lớn hay chơi đồ hàng? Chuyện lớn chơi gì? Lên đây. Lên đâu? Hững hững. Lên đây lẹ lên. Miếu hai. Lẹ lên thử mới biết. Thôi, sức em miếu xèo à. Bình thường hai vẫn gọi em là con mắm mà. Không nhớ hả? Bây giờ nghe chị nói nè Yến. Em phải tin chị. Phải tin là em làm được. Chị bảo vệ em mà. Lên. Chắc không đó. Nhớ bẫy thì tôi đó. Từ nha. Rồi. Con nói cái gì? Con giết Yến rồi. Mày nói cái gì? Mày làm chị vậy đó hả? Anh ơi! Mày làm chị vậy đó? Anh càng la con nó càng sợ đó. Không phải lỗi của con. Dạ, nghe con nói nè. Yến sao không sao hết? Yến ơi! Con. Dạ, đi. Yến ơi! Mình tìm người tới giúp Yến. Đi, Yến sao không sao hết? Không phải lỗi của con. Dạ, đi, đi vô giúp con. Yến ơi! Con nghe bà nói không con?
Đi qua đây với cô. Đây là ác mộng. Con đang mơ.
sẽ không phải sự. Con đang mơ. Đây chỉ là ác mộng của con thôi. Con đang mơ. Con đang mơ. Con đang mơ. Chắc là Yến vẫn còn cái ý thức. Yến, em không sao đâu con. Chỉ cần ngủ một chút là em khỏe thôi à. Chị xin lỗi nha, nhưng mà chỗ này là cái gì vậy ba? Linh à, cô muốn cho con xem vài thứ. Thật ra đây là một trung tâm nghiên cứu những chứng bệnh về tâm thần học. Và chuyên môn chính của cô là nghiên cứu về những căn bệnh có liên quan đến bóng đè và những ảnh hưởng của nó lên tâm trí của con người. Ở đây là nhà thương điên hả? Không có, là trung tâm nghiên cứu đó con. Thì còn cái nhà mình ở là không phải của mình hả? Đó là một khu trong trung tâm nghiên cứu của cô Hạnh á. Cô Hạnh là người giúp đỡ bà trong suốt thời gian vừa qua. Bà cũng xin lỗi hai đứa là bà không thể ở bên cạnh hai đứa. Bà đã nhờ cô Hạnh giúp hai đứa vượt qua nỗi đau mất mẹ. Gia đình của con có tiền sử bị bóng đè và mẹ của con bị bệnh nên tụi con cũng có. Còn ba con là một trường hợp đặc biệt và cô nghĩ Yến cũng bị di truyền thêm từ ba con nên tụi cô cần xóa những ký ức đau khổ của Yến. Nếu một người có những ký ức tiêu cực mà không thể vượt qua, mọi giấc mơ có thể biến thành ác mộng và ảo giác. Người bị bóng đè sẽ có cảm giác như có ma đè nặng lên ngực của họ và giữ chặt họ lại. Họ không thể cử động được, ngày càng mạnh hơn, nặng hơn, cảm giác bị đè xuống thật chặt. Khi đó, cơ thể họ sẽ căng cứng lại, nó có thể dẫn đến ngừng thở và thậm chí là bị đột tử. Còn mấy người trong nhà là ai? Cô xin lỗi, những người đó là bệnh nhân tâm thần ở đây đi lại trên khuôn viên của căn nhà. Tại vì ngày xưa ở đây là một bến cảng, sau nhiều năm cải tạo thì nó trở thành khu trung tâm nghiên cứu như hiện tại. Vì vậy mà ở dưới nền nó vẫn còn vết tích của một con thuyền, tạo thành đường hầm kết nối với bệnh viện và căn nhà. Những người bệnh đó đã đi lạc lên ngôi nhà của mình bằng lỗ hổng ở trong nhà kho của bệnh viện. Nhưng mà con đừng có lo, họ vô hại, họ đáng thương lắm. Con tỉnh rồi hả? Con thấy trong người sao rồi? Con thấy sao rồi con? Con thấy cô Hạnh. Lúc mẹ mất. Linh, Linh, nghe bà nói cái này. Tại sao bà nói dối? Tại lúc đó mẹ con bệnh rất là nặng. Nhưng mà ba nói mẹ mất tại vì ung thư. Con không tin ba nữa. Mẹ làm gì tới nỗi mà con anh phải chữa? Nghe bà nói cái đã. Mẹ bị trầm cảm, lo lắng kéo dài, khiến mẹ đang mất ngủ hàng đêm. Nó chiếm lấy tâm trí mẹ con, chỉ khiến cho mẹ con nhốt mình trong phòng thôi. Đó là khoảng thời gian rất khó khăn gia đình mình. Con không có hiểu hả? Con biết hết chứ. Bộ ba tưởng con không đâu. Chính vì vậy, con phải hiểu là ba cần một bác sĩ tâm lý. Vì bệnh mẹ con một ngày một nặng, gặp ác mộng, bị bóng đè. Lúc đó ba cũng biết phải làm sao nữa, tâm trí của ba rất hoảng loạn. Rồi mẹ con không kiểm soát được bản thân mình, bà cũng không biết bà là ai nữa. Rồi dẫn đến là bà tự tử. Yến nó nhìn thấy hết. Tại sao bây giờ con mới được biết? Linh à, cô xin lỗi. Lúc đó cô đã không thể cứu được mẹ con. Nhưng mà bây giờ cô đã tự hứa với lòng mình là bằng mọi cách cô sẽ không để cho Yến bị tổn thương hơn nữa. Nhưng con phải hiểu một điều là lúc đó mẹ con mất, con không có ở đó. Bà cũng không biết phải làm sao giải thích cho con hiểu nữa. Với lại ba cần thời gian, cần thời gian để đối diện sự thật, để tìm thời điểm thích hợp giải thích cho tụi con hiểu. Chỉ có vậy thôi hả? Rồi ba kéo tụi con vô cái nhà thương điên này để làm gì? Để con hành tẩy não của Yến đúng không? Không có phải như con nghĩ. Đây là cách duy nhất để cứu em. Con phải nghe lời ba. Tại sao ba dám làm vậy? Còn cô nữa, cô phá hoại gia đình tôi rồi đó. Linh, Linh. Anh Thành, để Linh bình tĩnh hơn đi anh.
chồng mới đi chụp hình mà. Ủa rồi em đeo nhẫn hả? Cái nhẫn em đâu? Sao đâu, có em nè, em bên ai mà, em không có bỏ ai đâu. Như chị thấy nó, nó là con quỷ á. Nhưng mà là ba, đứng ở đây vậy? Tụi con không ở đây nữa đâu, mình đi khỏi đây đi ba. Có chuyện gì nữa ba nghe? Nhà này có ma đó, con sợ lắm. Về nhà cũ thôi ba. Đi vô nhà lẹ. Con nói thiệt là con ghét cái chỗ này, con muốn nghỉ ở đây nữa, mình phải về thành phố. Con không quan tâm gì nữa hết á. Con học đâu có thói nói chuyện là vậy hả? Càng ngày càng hỗn hào. Cái gì cũng vậy. Phải từ từ. Con tưởng từ Sài Gòn về đây là dễ hả? Phải kiên nhẫn chứ. Còn con sao? Phận con làm chị, con phải thay ba chăm sóc em chứ. Mà suốt ngày con nói ba chuyện tầm bậy làm cho em sợ. Con nghe có đúng không? Hả? Tới con còn bị ác mộng nè. Xảy ra biết bao nhiêu là chuyện, ba đâu có tin con. Bây giờ tất cả mọi chuyện gì là tại ba hết á. Sau tất cả gì ba làm, sau tất cả gì ba cố gắng,
Bây giờ con nói tại ba, tất cả tại ba. Ba làm gì tụi con? Lúc nào ba cũng đẩy con cho cô Hạnh hết á. Cô thay thế chỗ của mẹ rồi đúng không? Ba quên mẹ rồi hả? Tại ba mẹ mới chết á. Làm gì trển mà suốt cả buổi trời. Yến, lại đây. Chị dặn nào, nếu mà có chuyện gì xảy ra thì em phải chạy đi nha. Thì con hai thì sao? Chị sẽ ở sát bên em mà. Làm thiệt hả hai? Ba có chuyện gì rồi? Ba không còn là ba nữa. Chị không ở đây nữa đâu. Thôi. Nhưng mà em sợ lắm. Có gì mà sợ? Không biết. Dạ, thấy sợ ba sao á. Giang hồ dữ ha. Yến, bây giờ em phải trưởng thành hơn. Chị còn em, hai đứa mình là một đội, được không? Hai, chắc là có cô Hạnh nó chỉnh lo cho ba rồi đó. Không biết, mình về nha. Về phòng biết, không có ai hết đó. Tránh ra. Qua đây đợi đi. Hai, hai. Làm gì ở đây vậy? Hôm nay bà hạnh phúc lắm. Tại sao hạnh phúc? Mẹ con. Mẹ con sao? Bà nhớ mẹ con lắm. Nhưng mà mẹ mất rồi. Đừng nói bậy. Ba đang nói chuyện với mẹ. Cô Hạnh giúp ba nói chuyện với mẹ, gia đình mình sẽ được đoàn tụ, rồi sẽ hạnh phúc. Ba muốn gia đình mình sẽ ở đây, gia đình mình sẽ ở với mẹ, luôn luôn bên cạnh mẹ.
Ba bình tĩnh lại đi. Đâu? Mẹ con đâu? Con thấy chưa? Ba. Em nói với con đi. Ba. Ba nhìn con nè. Ba. Ba tỉnh lại đi. Mẹ không có ở đây đâu. Mẹ mất hơn một năm rồi. Giờ chỉ có con với Yến thôi. Mình đừng có ở đây nữa. Về thành phố đi ba. Nó vậy. Mẹ con vẫn còn sống. Con phải tin ba. Em. Sao em không nói cho con biết? Em nói cho con biết đi. Nói gì với con đi em. Ba nhớ mẹ con lắm. Từ kể con nghe là sao? Ba con đem Yến đi rồi. Con sợ quá. Ba con khát lắm. Bây giờ làm sao? Con không thấy ba Yến đâu hết đó. Đi theo cô. Anh Thành. Anh Thành. Không thể nào. Anh Thành, nói không cho em biết. Không thể nào. Anh làm Yến rồi, hả? Anh làm Yến bị thương rồi đúng không, hả? Yến đang ở đâu? Yến có sao không anh? Nói cho em biết đi, anh có làm gì Yến không? Anh làm mấy bị thương rồi đúng không anh Thành? Anh nghe thấy em rồi. Anh Thành. Anh cứ lên. Anh nhìn thấy em chưa? Em thấy anh rất rõ. Nghe em nói nè. Em bên này nè. Anh biết em đang ở đây. Anh Thành. Anh Thành, đừng để nó xâm chiếm anh. Anh biết em đang ở đây mà. Bên này nó không có thật. Anh cảm thấy em. Đừng để nó chiếm lấy anh. Anh Thành. Anh cảm thấy được em mà. Em đây. Anh biết em đang ở đây. Em gần anh thôi. Anh cảm nhận được em à? Anh Thành, nhìn em nè. Anh tìm vợ của anh hả? Anh cảm nhận được em à? Em đây. Em đây. Nãy giờ anh tìm em hả? Em ở đây với anh rồi nè. Em cần anh phải tập trung giờ đây.
Em sẽ đếm từ 1 đến 5. Anh sẽ phải ngủ. Em đếm từ 1 đến 5. Anh sẽ phải ngủ. 1 2 3 4 5 tìm em. Anh biết là em ở đây mà. Anh nhớ em nhiều lắm. Anh mệt không? Anh mệt. Anh rất mệt. Anh phải là người chồng, người cha tốt. Anh thất bại lắm. Anh có lỗi với em và con nhiều. Bây giờ anh rất cần em. Anh chỉ cần mình em thôi. Từ nay anh không còn phải lo lắng gì nữa. Em là mẹ em à. Anh mang con đến cho em được không? Anh biết em đang ở đây. Yến ơi, tỉnh lại đi. Ta phải chống lại nó. Không biết được làm hại Yến. Tên Sara. Đừng làm những gì nó muốn. Nó không có thật đâu ba. Yến phải ở gần mẹ. Không. Yến nó cần con với ba. Chỉ có cách này thôi, đây mới là cách duy nhất. Ba, không biết ba làm được, ba chống lại nó đi. Ba không cần phải làm như vậy đâu. Đưa Yến cho con đi ba. Sao phải cứu con tao? Ba, ba đã cứu tụi con rồi. Mình là gia đình mà. Ba là ba của con. Mẹ mất rồi, tụi con thể nào mất thêm ba được nữa. Tụi con cần ba. Con cần ba. Đi. Mày chơi tao giết nó. Ba có lỗi với mẹ. Tại ba không giữ được mẹ. Anh hãy sửa sai đi. Đưa con cho em. Gia đình chúng ta sẽ được đoàn tụ. Đó là sự thật.
Mẹ, gia đình chúng ta sẽ được đoàn tụ. Mẹ mất rồi ba. Mẹ đâu ngơ đây đâu. Mẹ tự tử tại vì mẹ không có hạnh phúc. Mẹ bệnh cũng không phải là lỗi của ba, không phải là lỗi của ai hết. Ba để mẹ yên nghỉ đi. Mày muốn lên mạng lấy mạng tao. Mày ra lấy linh hồn tao nè. Đừng đụng với con tao. Con tao vô thôi. Mày nhìn con nè. Mày đâu rồi? Mày ra đối diện với tao nè. Đừng làm hại đi con tao. Anh nhìn con mày. Mày sẽ cứu hai đứa. Xong Chiến, có sao không? Nó sao đâu, mình đi ha. Ừ, đi trễ rồi kìa. Ba nấu ăn không kìa. Để chút có đồ ăn liền. Ba mà cũng nấu ăn nữa hả? Chiến sao? Không sao đâu, đợi ba một chút thôi, ba làm nhanh lắm. Ôi đúng rồi, em thích luôn. Mà không biết ăn được không á. Sao không được? Nhiều khi con ăn rồi thấy ngon quá. Ba ơi, ba ơi, ngày nào nói cho con ăn nha ba. Nhìn đẹp vậy mà không biết ngon mẹ không ha. Ba sẽ làm cho mẹ con tự hào. Để xíu sắp có rồi nè. Cho nó tìm thêm chút nữa. Rồi, ngon. Tao vừa ghi ngồi đi. Cảm ơn ba. Dạ. Thank you.
bắt mày đó. Con ra ngoài đi.